Du học tại nhà, bạn đã thử chưa? Bạn nghĩ mình đùa à? Này, mình không có đùa đâu, du học tại nhà là có thật đó nha. Mình đang du học ngay tại nhà về những khóa học trên Coursera, TEDx, Skillshare đó nha. Nếu bạn hỏi mình có gặp khó khăn khi có rào cản tiếng Anh hay không, thì câu trả lời là có nha. Trong quá trình mình học có rất nhiều từ ngữ chuyên nghiệp khó hiểu và được tra trong Google, Oxford, Cambridge đều không xác nghĩa. Ví dụ mình đang học khóa Content Marketing trên Coursera, nhưng có từ Affinity Content như nãy mình gọi là hình ảnh thì tra trên Google, Oxford, Cambridge đều không rõ nghĩa. Vậy nên mình dùng đến từ điển AI Explain. AI Explain giải thích từ vựng theo đúng ngữ cảnh và dùng những từ ngữ đơn giản để mình có thể hiểu từ ngữ một cách dễ dàng. Yay, mình đã tra được từ ngữ này có nghĩa là nội dung đồng cảm. Và hiện tại mình chỉ cần lưu lại và ôn lại từ thôi. Du học ngay tại nhà cùng Ijo nhé.